Thưa quý vị và các bạn, chiều 28 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Quang, sinh năm 1995, chú phường Thuận An, thành phố Huế, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó vào đêm 24 tháng 7 tại km 7.600 quốc lộ 49A xã Phú Dương thành phố Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến cháu Phan Nguyễn Tường V sinh năm 2016, ngụ xã Phú Dương chết tại chỗ và bốn người khác bị thương nặng. Nhận được tin báo các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cấp cứu người bị nạn. Qua điều tra xác minh, cơ quan công an xác định Quang điều khiển ô tô mang biển số đăng ký tại Lào, số hiệu 2462 đi trên quốc lộ 49A hướng Thuận An lên trung tâm thành phố Huế. Khi đến vị trí trên thì ô tô chạy với tốc độ lớn đi sang phần đường bên trái và chạm với một người đi bộ. Sau đó, Quang đánh lái chuyển hướng trách qua phần đường bên phải và va và chạm vào xe mô tô do anh Phan Văn X, sinh năm 1988, chở vợ và hai cháu là Phan Văn Phúc Tê, sinh năm 2020 và cháu Phan Nguyễn Tường V, sinh năm 2016. Cơ quan công an xác định chiếc ô tô mang nhãn hiệu Hyundai mang biển số Lào 2462 là Quang đi mượn và gây tai nạn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua test nhanh, cơ quan công an phát hiện Phạm Văn Quang dương tính với ma túy. Tại thời điểm gây tai nạn, Phạm Văn Quang không xuất trình được giấy phép lái xe ô tô. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Công an Quảng Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an các đơn vị, địa phương, triệt phá thành công chuyên án lừa đảo trên mạng bằng hình thức đầu tư tài chính với số tiền gần 1.900 tỷ đồng. Trước đó cuối năm 2021, nhiều người ở Quảng Bình bị lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng khi tham gia đầu tư tài chính forex qua sàn Rosistyle. Với tính chất phức tạp của vụ việc, công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương xác minh, đồng thời báo cáo đề xuất Bộ Công an để xác lập chuyên án. Đến nay, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng tạm giữ hình sự, tạm giữ hình sự 5 đối tượng qua phân tích, lực lượng chức năng xác định tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng. Các tài khoản này đều do các đối tượng người nước ngoài quản lý sử dụng. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Dũng và Ủy ban Nhân dân xã Trí Yên, huyện Yên Dũng tiến hành trục vớt quả bom nặng 450 kg. Trước đó, vào ngày 27 tháng 7, anh Nguyễn Ngọc Sơn, thôn Long Khánh, xã Trí Yên, trong quá trình đánh cá tại khu vực sông Lục Nam qua địa bàn thôn Long Khánh, đã phát hiện vật thể lạ rất nặng mắc vào lưới. Do quá nặng không dùng được sức người, anh phải dùng máy tời để kéo lưới. Khi gần tới bờ, anh Sơn lặn xuống nước và phát hiện vật thể tròn, hình thù lạ, giống bom nên đã báo đến chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận được thông báo, ban chỉ huy quân sự huyện Yên Dũng đã tổ chức khảo sát tiếp cận hiện trường và phát hiện đây là quả bom phá, ký hiệu MK83, dài 1,9 m, đường kính 35 cm, trọng lượng 450 kg do Mỹ sản xuất. Trung tá Giáp Văn Hiệu, phó tham mưu trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Yên Dũng cho biết, quả bom có khối lượng lớn, vẫn còn nguyên kích điện bên cánh lái nên rất dễ nổ. Ngay khi phát hiện, thì đơn vị đã phối hợp với lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tổ chức các phương án trục vớt, canh gác, bảo đảm an toàn và chuẩn bị đưa đi hủy nổ. Theo người dân địa phương, đây là quả bom còn lại trong đợt Mỹ ném bom vào khoảng năm 1967. Thưa quý vị và các bạn, theo văn bản 8056 của Văn phòng Chính phủ, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày mùng 4 tháng 9 năm 2023. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023, lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Đối với người lao động không phải là công chức, viên chức, được nghỉ thứ Bảy ngày 2 tháng 9 năm 2023 và lựa chọn một trong hai ngày, thứ Sáu ngày 1 tháng 9 năm 2023 hoặc Chủ nhật ngày 3 tháng 9 năm 2023, dương lịch. Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết, người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ Luật Lao động. Từ nay đến hết năm 2023, dự báo có khoảng 3 tới 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Thời gian ảnh hưởng tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tập trung chủ yếu từ nay đến tháng 9. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên biển Đông có khả năng xuất hiện từ khoảng 9 đến 11 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 4 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của Việt Nam, đã bao gồm cả cơn bão số 1 thời gian báo áo thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta xảy ra chủ yếu tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tập trung vào khoảng thời gian từ nay đến tháng 9. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023, tại khu vực từ Trung Trung Bộ đến các tỉnh phía Nam. Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng ngày 28 tháng 7, xác một con cá nhám voi, còn được gọi là cá ông, dài khoảng 8 mét, bị trôi vào bờ biển gần cảng cá phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Khi phát hiện ra xác cá nhám voi, người dân đã báo cho chính quyền địa phương. Theo nhận định của cơ quan chức năng, cá nhám voi này bị mắc cạn rồi chết. Trên cơ thể không có bất kỳ vết thương nào. Con cá nhám voi dài khoảng 8 mét, đường kính bụng chỗ lớn nhất hơn 1 mét, nặng khoảng 2,5 tấn. Ra con cá voi được người dân cùng chính quyền phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đưa đi an táng theo phong tục địa phương. Nhiều người dân cho biết đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy xác cá nhám voi trôi giạt vào bờ biển như thế này. Thưa quý vị và các bạn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN kiến nghị tháo gỡ khó khăn tài chính, trong đó sớm điều chỉnh giá bán lẻ điện trong thời gian tới để cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh, cân đối tài chính. Đề nghị này được Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN nêu tại tham luận gửi tới hội thảo Cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển năng lượng bền vững diễn ra vào ngày 28 tháng 7. Theo EVN, giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% lên 1920,37 đồng 1 kWh sau mức này chỉ bằng 1 phần 3 so với mức tăng 9,27% giá thành sản xuất điện năm 2022, 2032,26 đồng. Do đó, tình hình tài chính của EVN vẫn chưa cải thiện sau đợt tăng giá này. Khó khăn tiếp tục bùa vây, EVN kiến nghị chính phủ, bộ ngành cho phép họ sớm được điều chỉnh giá bán lẻ điện. Cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện đang được thực hiện theo quyết định 24 năm 2017. Trong đó, thời gian giữa hai lần điều chỉnh là 6 tháng nếu giả soát, kiểm tra các chi phí đầu vào, khiến giá thành tăng từ 3% trở lên. Như vậy, nếu được đồng ý, đợt tăng giá tiếp theo có thể sẽ vào cuối năm nay. Đề nghị tăng tiếp giá điện được EVN đưa ra trong bối cảnh sản xuất kinh doanh tiếp tục lỗ, khiến EVN gặp khó khăn về dòng tiền từ tháng 7 đến hết năm. EVN đang nợ tiền mua điện của các đơn vị phát điện và nhiều khả năng sẽ không cân đối đủ tiền để thanh toán chi phí này trước nguy cơ thiếu hụt dòng tiền evn cũng kiến nghị chính phủ chỉ đạo ngân hàng nhà nước cho doanh nghiệp này vay không lãi suất để thanh toán tiền điện cho các đơn vị trên